Mấy bữa nay là người ta đồn á là ông Thập với lại Tiểu Tam Quỷ là đang có một cái mối tình vụng trộm gì đó, và anh Võ Tấn Phát này nhắn tin với chị Nguyên Thảo và những cái đoạn tin nhắn rất là viral á, thì không biết là anh có đọc những cái đoạn tin nhắn đó hay không, và cuối cùng là cái mối tình này là như thế nào ạ? Thật ra thì làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy, bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn thiệt tình á. Nghe nó téo nghe hả? Tự nhiên Tam Quỷ đi thích ông Thập, đi yêu ông Thập. Rồi vào gần đây có cậu Đức nhào vô nữa. Cậu Đức nhào vô nói là ông Thập là của em nữa, trời ơi. Rồi cộng thêm bà Thập là Nguyên Thảo cũng nhào vô nữa. Bây giờ mọi người không bóc phốt mình thôi chứ. Thực sự trong phim, trong cái Tết Làng Địa Ngục này là tính những trò quậy phá tướng là người cầm đầu chưa á. Những trò quậy phá tướng là người cầm đầu chưa á. Trời ơi, ghê chưa. Đầu tiên Quang Tuấn xin gửi lời chào đến quý khán giả của Molly Cine. Xin chào anh Quang Tuấn, và sau khi mà mình đi trekking từ Làng Dâu tới Làng Địa Ngục và thăm thú rất là nhiều nơi trong ngôi làng thì em không biết là bây giờ là đôi chân của ông Thập đã ổn hơn hay chưa? Khi mà đi trekking từ Làng Dâu lên Làng Địa Ngục thì cảm giác rất là sợ, tại vì đường đá không à, với vách núi không à, dễ bị mình mới lần đầu tiên mình tới mình sợ, cứ cảm tưởng là mình sẽ bị rớt xuống vực bất cứ lúc nào, cho nên hơi ám ảnh. Mà cái nhân vật của ông Thập phải đi bộ rất là nhiều, cho nên mấy ngày đầu đi bộ không quen chân nó mỏi. Nhưng mà khi mà đi được một tuần hai tuần rồi, cái cảm thấy con người nó khỏe khoắn lên, không khí cộng với không khí trong lành nữa, thấy ngày nào cũng thích đi bộ, rủ mấy diễn viên đi bộ hoài. Dạ, vậy thì không biết là khi mà kết thúc phim rồi mình còn giữ cái thói quen đi bộ đó hay không? Về Sài Gòn thì Tuấn không còn giữ được thói quen, nhưng mà Tuấn còn giữ cái thói quen là Tuấn nhảy dây để giữ cái trọng lượng của mình với giảm cân, tại cái miệng của Tuấn ham ăn lắm. Tuấn ăn ngày ba bữa, cái miệng ham ăn ngày ba bữa là sẽ mập, cho nên mình phải giữ thói quen là nhảy dây để mà giảm cân. Em thấy là dạo gần đây là Tết Làng Địa Ngục rất là hot luôn, và có rất là nhiều trend được tạo ra từ bộ phim. Không chỉ là các diễn viên, các trang tin mà các bạn fan nó cũng rất là hay edit những cái clip rất là vui á, và nó viral khắp mạng xã hội luôn. Thì không biết là anh Tuấn có coi những cái đoạn clip nào mà mình cảm thấy ấn tượng hay không? Thật ra thì mà phim Tết Làng Địa Ngục ra thì được mọi người trông chờ và được mọi người đón nhận vậy, thì riêng bản thân Tuấn là diễn viên thì Tuấn cũng rất là vui, và Tuấn cũng có trò chuyện với các bạn diễn viên trong phim, rồi chú Phú Đôn, chú Văn Báo ở ngoài Bắc nữa, rồi bên ekip làm phim Rất Sành Kêu là cũng rất là vui vì được khán giả đón nhận như vậy. Thì Tuấn coi rất là nhiều, có mọi người chế rất là nhiều, và dạo gần đây Tuấn vừa mới thấy một bức ảnh của ông Thập được tác giả vẽ nên bằng bút mà nhìn rất là thần thái, rất là thật. Tuấn rất là vui và Tuấn rất là cảm ơn. Dạ. Mấy bữa nay là người ta đồn là ông Thập với lại Tiểu Tam Quỷ là đang có một cái mối tình vụng trộm gì đó, và anh Võ Tấn Phát này nhắn tin với chị Nguyên Thảo và những cái đoạn tin nhắn rất là viral á, thì không biết là anh có đọc những cái đoạn tin nhắn đó hay không, và cuối cùng là cái mối tình này là như thế nào ạ? Thật ra thì nghe nó téo nghe hả? Tự nhiên Tam Quỷ đi thích ông Thập, đi yêu ông Thập. Rồi vào gần đây có cậu Đức nhào vô nữa. Cậu Đức nhào vô nói là ông Thập là của em nữa, trời ơi. Rồi cộng thêm bà Thập là Nguyên Thảo cũng nhào vô nữa. Hôm qua Tuấn mới được đọc một cái khán giả anh gửi là bây giờ rất nhiều khán giả cũng nhào vô dành cho Tam Quỷ, dành với bà Thập là ông Thập là của khán giả. Thì thật sự thì cái độ viral vậy thì Tuấn cũng rất là vui, tại vì nhân vật của mình được mọi người yêu quý và nhớ tới, vậy là niềm hạnh phúc của diễn viên rồi. Còn mà cái clip để lý giải cái đó thì để khoảng 1-2 ngày sau đi, sẽ có người lý giải cho mọi người thấy. Dạ. Và người này rất là trọng lượng ạ. Dạ. Nhưng mà cuối cùng vậy là ông Thập là của ai ạ? Ông Thập là của của gia đình. Hôm bữa em có coi một cái clip là chị Thị Thập, Nguyên Thảo nói là lúc mà quay ở trên Tết Làng Địa Ngục á là trời rất là lạnh, mà chị không có chịu được cái sự lạnh đó nên là cũng nhiều khi không tắm được, mà không tắm 2 tháng trời luôn. Xong ở dưới là comment mọi người nói là đây là lý do ông Thập ít về nhà. Thì không biết là anh Tuấn có biết điều này hay không, và có phải đó là lý do mà ông Thập ít về nhà không ạ? Thật ra thì nghe bà Thập nói là 2 tháng không tắm thì ông Thập cũng hơi bất ngờ.
mình ở chung mà mình hai tháng không tắm thì cái mùi cho bốc lên dữ lắm. Còn cái lý do mà Tuấn không về nhà thật sự là không phải là do bà Thập 2 tháng không tắm đâu, là tại vì là Tuấn là nhân vật xuyên suốt ở trong phim á, thì hình như là hầu như là mọi diễn viên đều được về á, nhưng mà còn riêng Tuấn thì không có, tại vì Tuấn ngày nào Tuấn cũng phải xuất hiện, cho nên Tuấn phải ở lại bám trụ với làng. Rồi 2 tháng không tắm thì đối với Tuấn là quá kinh khủng. Thật ra thì cứ 2-3 ngày Tuấn tắm một lần, thì trời lạnh cỡ nào thì Tuấn cũng tắm. À, chia sẻ vui với mọi người luôn, cái lần đầu tiên mà Tuấn lên làng á thì Tuấn cảm giác được rất là lạnh, và Tuấn còn chảy máu cam nữa thì không quen với khí hậu á. Thì lúc mà Tuấn đi ra, Tuấn tắm, Tuấn đi vệ sinh thì mọi người có nhắc Tuấn là: anh Tuấn ơi, anh Tuấn làm gì thì làm chứ đừng có dội nha, đừng có dội nước nha. Nhưng mình nói trời, làm gì đến nỗi như vậy. Nhưng mà thật sự khi ra mà đúng thiệt, khi mà mình dội lên người một cái là tất cả mình cảm giác như cái gì dính trong người mình búng một cái đều rớt xuống hết, đều là đóng băng về rụng xuống hết á. Trong phim cũng có một vài cảnh là thân mật với Thị Thập á, thì lúc đó là anh Tuấn cũng không biết gì luôn, đóng bình thường luôn. Đúng rồi, lúc đó thì thật sự thì Tuấn không biết gì hết. Lúc mà hai anh em ngồi nói chuyện, tại vì Tuấn với Thảo nói chuyện rất là nhiều về bàn về vai, tại làm sao để mà cho khán giả được nhìn thấy được là và thấy diễn viên connect với nhau á, thì có nghĩa là họ nhìn vào đây thôi, đây là vợ chồng chứ không phải là Quang Tuấn với Nguyên Thảo đang đóng phim. Thì cái đó rất là khó, cho nên hai anh em ngồi nói chuyện với nhau, và may mắn là Tuấn với Thảo có hợp tác với nhau rồi trong sân khấu, là anh em thân thiết lắm, cho nên nhìn vô nhau là hiểu cảm giác là đối phương đang muốn gì, cho nên may mắn là mọi người nhìn nhận vô là đúng là hai vợ chồng. Còn cái vụ mà Nguyên Thảo không tắm thì Tuấn không biết, nếu Tuấn biết thì chắc là cũng hơi khó Thì trong Tới Làng Địa Ngục á, thì nếu như mà cô May là một cái nhân vật mà chứng kiến hết những cái chết xảy ra trong làng, từ bản thân cho tới người yêu thấy hóa điên điên dại dại, thì ông Thập là cái người đôi khi mình không có chứng kiến được hết, nhưng mà giống như là việc gì cũng tới tay mình hết, việc gì mình cũng phải lo, mình giải quyết hết mọi thứ á. Thì khi mà hóa thân vào nhân vật này thì anh Tuấn thấy có hơi kiểu hơi nhức nhức cái đầu chút xíu khi mà mình phải tìm ra những cái hướng giải quyết hay không, và anh có bị ám ảnh bởi những cái sự mà u buồn xảy ra trong ngôi làng hay không? Thật ra mọi người khi mà đọc cái tiểu thuyết Tết Làng Địa Ngục thì mọi người biết cái vai trò của ông Tập là như thế nào. Khi mà Tuấn nhận cái vai này á, thì nhìn thấy là rất là dễ, nhưng mà thật sự nó cũng rất là khó, vừa dễ nó vừa khó. Cái khó của Tuấn là tất cả mọi chuyện nó đều không xảy ra xung quanh ông Thập, mà nó xảy ra tất cả mọi người ở trong làng. Thì cái khó Tuấn diễn làm sao mà có thể mà kết nối được tất cả những câu chuyện không xung quanh mình, không xảy ra đối với bản thân mình, chỉ xung quanh mình thôi, mà kết nối thành một câu chuyện để mà khán giả hiểu được và theo dõi được câu chuyện một cách là liền mạch và nó hệ thống nhất. Thì Tuấn là cố gắng. Tại vì cái vai của Tuấn á, nó thật sự nó cái dễ, nó dễ là cái là nó chỉ một hướng thôi, nhưng mà cái khó là cái nội tâm á. Cái nội tâm mọi người thấy Tuấn luôn lúc nào phải suy nghĩ trong đầu là mình phải lo cho cái gia đình của mình trước, rồi lo cho cái làng nữa. Nhưng mà sau khi đại cuộc xảy ra, những câu chuyện chết chóc từ người như vậy, thì bắt đầu ông mới lo cho làng hơn, lo cho làng hơn trên cái bản thân của mình, trên cái gia đình của mình. Tại vì nếu như mình không tìm cách giải quyết thì ngôi làng có thể là bị diệt vong, là không còn ai nữa. Cho nên lúc nào Tuấn cũng trăn trở, và Tuấn rất là thích là khán giả comment là trong cái lúc mà coi ông Thập diễn thì ánh mắt ổng luôn luôn là u buồn và chất chứa một cái gì đó mà khó nói. Tại vì thật sự là đúng như vậy, thì những gì mà Tuấn muốn, Tuấn cố gắng thể hiện cho vai ông Thập nó đều hiện ra như vậy. Tại vì mình gánh một cái nghiệp rất lớn của tổ tiên cha ông của mình để lại, mà mình biết là sau từ từ mọi chuyện xảy ra, mình biết là bắt đầu mình phải trả nghiệp. Cho nên vai diễn đối Tuấn đó là một cái cảnh rất là ám ảnh khi mà nhìn thấy người thân, người xung quanh của mình nó chết từ từ. Là một cái nhân vật mà xuất hiện từ đầu tới cuối và xuyên suốt trong Tới Làng Địa Ngục luôn á, thì anh Tuấn cảm thấy là mình thương hay là mình tội cái nhân vật nào nhất ngoài cái nhân vật của mình ra? Thật ra thì để nói mà thương thì thấy nhân vật nào cũng thương hết trơn á. Nhưng mà để mà thương nhất là thương bé Hạch rồi Mợ Lam. Tại vì những câu chuyện xảy ra đó, họ không có liên quan, mà họ chỉ bị liên đới tại vì sinh ra trong cái làng địa ngục đó đã là một cái tội rồi.
chứ không phải là họ không có sự lựa chọn. Con bé Hạch đó mọi người nhìn thấy rất là dễ thương, rất là hiền lành, và trong khi có ông của mình đó là làm thầy thuốc, nhưng mà mình là bị mắc con chứng bệnh mà mình có nghĩa người ta nói là bục nhà không thiên đó mọi người, cho nên cũng rất là tội nghiệp. Và sau khi cái chết, sau khi tình yêu chớm nở với cậu Đức thì chết còn rất là trẻ, cho nên Tướng cảm thấy rất là thương nhân vật đó. Còn bao nhiêu ước mơ hoài bão mà chưa thực hiện được. Còn mợ Lam thì mợ bị liên đới sau khi mà chứng kiến chồng mình Tứ Mã Phanh Thay và tự chặt bản thân vậy, rồi con mình bị như vậy thì quá điên. Nhưng mà tại vì cái điên đó cho nên khán giả khi cho nên cái có một thế lực họ lợi dụng vô, họ lợi dụng cái tinh thần mình mềm yếu đó, lúc đó là dễ con người mình dễ bị nhập nhất, dễ bị dẫn dắt nhất, cho nên thấy rất là tội. Vậy thì trong phim này có cái phân cảnh nào mà anh Tuấn thấy là mình phải diễn đi diễn lại hay là nó làm khó mình rất là nhiều? Thật ra trong phim này á, Tuấn cảm thấy đối với Tuấn cảnh nào nó cũng khó, mà các diễn viên khác cảnh nào cũng khó, mà Tuấn thấy là Tuấn làm đi làm lại nhiều lần là với con ngựa thật sự rất là khó. Khi mà bạn biết trên một cái vùng cao mà ngựa đó không phải sống ở vùng cao, ngựa đó sống ở đồng bằng, mà đem lên đi trên cái đường vách núi ở xíu thôi, thật sự Tuấn cũng rất là sợ bị rớt xuống vực. Mà ngựa thật sự ngựa cũng rất sợ rớt xuống vực, hai đứa nào cũng sợ hết trơn, hai đứa dành đường nhau đi á, mà cứ đi qua đi lại đi dắt nó đi hoài, mà nó thì không chịu đi, nó dành đường nó sợ rớt vực, mà Tuấn cũng sợ rớt xuống vực chứ. Cái nó đạp chân Tuấn, thậm chí là Tuấn cứ tưởng là gãy ngón chân không á, chứ cuộc không gãy. Nhưng mà còn cái phân đoạn mà bay flycam còn phân đoạn bay flycam á thì tam quỷ phải cộng con què rất là nhiều, nhưng mà con ngựa nó không hợp tác mọi người, cứ đi tới nửa đường nó dừng lại tại nó có sợ, nó rất là sợ, cho nên phải quay đi quay lại rất nhiều. Và Tuấn cảm thấy là rất thương cho nhân vật tam quỷ, khi mà thật sự nhân vật tam quỷ là một cái nhân vật mà khá là nặng ký, đúng về cái nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn, tâm lý cũng khá nặng, nhưng mà cái nặng cộng con què rất là nặng, cho nên Tuấn khá là những cái cảnh mà đi bộ là những cảnh khó nhất. Tại vì mình làm việc với con người thì mình có thể control được, nhưng mà làm việc với động vật thì khó, tôi nghĩ là khó. Cái đó là cái cảnh mà khó với anh Tuấn. Vậy thì anh Tuấn có cảm thấy là cái cảnh mà nó khó cho cả một cái đoàn phim của mình luôn không? Khó đoàn phim á, tôi nghĩ chắc là cái cảnh cuối khi mà mọi người bị đốt trong một cái căn nhà thì phải xếp rất là nhiều lần mà lửa rồi nhiều thứ đó, cho nên cảnh đó cũng phải đi qua lại nhiều lần. Vậy thì bây giờ ngay tại lúc này á, thì anh Tuấn cảm thấy là mình nhớ nhất cái cảnh phim nào, cái cảnh nào là ấn tượng nhất với mình trong cả Tết Hay Là Địa Ngục luôn? Đối với Tuấn cái lần đầu thì cái nào cũng ấn tượng hết, nhưng mà Tuấn ấn tượng nhất, thật sự cảnh nào Tuấn cũng ấn tượng, thật sự mình quay xong mình cảm giác được đó. Nhưng mà cái cảnh đầu tiên á, Tuấn quay đầu tiên á là Tuấn dắt con ngựa lên trên đi lên làng. Cảnh đó là vào ban đêm, Tuấn cảm thấy nó đẹp và nó ma mị. Nó tại vì cái trên đó khung cảnh quá đẹp đi. Mà cảnh đầu tiên mình mặc trang phục, mình bước ra, mình dắt từ bậc thang đi lên, rồi nhìn ngước lên nhìn trên cái ngôi làng của mình, tưởng này hiện ra với cái sương ban đêm nữa, Tuấn thấy đẹp. Tuấn nghĩ cảnh đó là ấn tượng nhất của Tuấn. Dạ. Thì với Tết Là Địa Ngục á, thì anh Tuấn cảm thấy là mình được gì và mình mất gì sau khi mà mình tham gia vào phim này? Sau khi tham gia Tết Là Địa Ngục thì Tuấn cảm thấy là Tuấn được không, chứ Tuấn đâu có mất. Tuấn được một cái vai ông Thập, mà cái vai cổ trang đầu tiên Tuấn tham gia, rồi Tuấn được quý vị khán giả đón nhận, và Tuấn được tình yêu thương của mọi người, là Tuấn cảm thấy Tuấn được, chứ Tuấn không có mất gì khi tham gia cái phim này. Thì Tết Là Địa Ngục là đang được quý vị khán giả rất là quan tâm, ủng hộ, và nó đã chiếm trệ top 1 4 tuần liên tiếp luôn rồi. Và em nghĩ là những cái tập sau thì chắc chắn là cũng sẽ nằm ở vị trí này thôi á. Thì không biết là anh Tuấn và các diễn viên của phim đã đón nhận cái tin vui này như thế nào? Mọi người có hay gửi vô group rồi mình ăn mừng chung với nhau hay không? Thật ra mà nói đây là bản phim kinh dị mà về làm về cổ trang đầu tiên của Việt Nam, series mà chiếu trên Netflix, chiếu trên K+, thì lúc đầu thì mọi người cũng khá là lo. Nhưng mà sau khi vừa chiếu tập đầu rồi chiếu tập thứ hai thì nó đứng đầu bảng xếp hạng, vượt qua những cái bom tấn của Hàn Quốc luôn. Thì anh em ekip rất là mừng. Thì có nghĩa là mình nghĩ là lúc đầu anh em ngồi nói chuyện nhau nói là chắc là hên thôi cho rồi vài bữa nó sẽ bị xuống top. Nhưng mà nhờ tình yêu thương của quý khán giả, rồi nhờ mọi người xem phim, và nó đứng tới tận bây giờ luôn là 4 tuần rồi, thì mọi người rất là vui. Thì
ngày 27-28 thì mọi người có hẹn nhau đi đi ăn, ngồi coi phim chung để mà rồi nếu mà được thì live stream là tri ân khán giả đã ủng hộ phim. Mọi người bàn tán trong group rất là nhiều, rất là rôm rã, thực sự rất là vui, rất là háo hức. Thì tuần sau là ekip diễn viên cũng sẽ có một cái buổi mình ngồi lại nói chuyện chung với nhau. Nhưng mà bữa nay em biết là anh Tuấn mượn lịch nên là không có tham gia được. Nhưng mà anh Tuấn biết là thường một người nào vắng mặt đó là sẽ bị như thế nào rồi đó. Dạ. Nên là bây giờ em nghĩ là anh Tuấn nên tự bóc phốt mọi người trước đi. Bóc phốt hả? Trong... Bây giờ mọi người không bóc phốt mình thôi chứ. Thực sự trong phim, trong cái Tết Làng Địa Ngục này là Tuấn... những trò quậy phá tướng là người cầm đầu chưa các tôi chưa đâu có ai mà tụi nó hiền khô à, cho nên mình đâu bóc phốt được nó gì đâu. Bây giờ bóc phốt chắc có lẽ tự mình bóc phốt mình thôi, tại mọi người biết sao, tại vì trong cái phim á tướng là người giỡn mà nhây rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì tướng muốn khi mà mọi người, đây là phim đầu tiên mà tướng làm việc với hai miền Nam Bắc luôn, cho nên Tuấn muốn có sự kết nối với mọi người với nhau, cho nên Tuấn luôn luôn là người bày trò, Tuấn giỡn trước, giỡn hết trước để cho mình quen với nhau, để cho mọi người cảm thấy là mọi người đã quen nhau rồi, mọi người sống trong cái làng này rồi, mọi người đã biết mặt nhau rồi, chứ không phải lên đây là mọi người mới đóng phim mà mọi người mới biết nhau. Cho nên Tuấn luôn luôn là giỡn, Tuấn đùa giỡn ngay cả chú Báu hay là ngay cả chú Phú Đôn, cô Triều Sinh mà Tuấn còn tha, mà Tuấn còn quậy, Tuấn dỗ mong dỗ đâu. Cái thằng này tao già thế mày không tha tao à? Cái kiểu vậy. Nhưng mà nhờ những cái lần như vậy thì bắt đầu thân cái chuyện nhau, đi hết với nhau rồi, phim rồi thân nhau nào không hay luôn. Thì bây giờ mọi người thấy đó, mọi người rất là kết nối với nhau rồi, mọi người giống như một cái làng, họ từng sống chung với lâu với nhau rồi, cho nên đa số cái giỡn bóc phốt chắc mọi người bóc phốt Tuấn, chứ Tuấn không có, ngay cả mọi người đang diễn mà Tuấn còn vụt được mà. Rồi có nhiều lúc mà mọi người tưởng Tuấn là ủa ảnh giận hay gì hay làm gì, nhưng thật sự không phải. Có những lúc nào mà không quay Tuấn giỡn thì Tuấn giỡn, còn những lúc mà Tuấn quay thì Tuấn hay ra một ngồi một góc riêng trước 2-3 tiếng Tuấn ngồi một mình để mà Tuấn tập trung, cho nên mọi người cứ tưởng là hôm nay ảnh là ảnh sao ảnh chắc anh giận ai đó, nhưng mà sự không phải giận, cái đó là Tuấn ra Tuấn ngồi để mà Tuấn tập trung cho vai của mình, tập trung cho phân đoạn sắp tới của mình. Dạ. Vậy thì bây giờ để coi là tuần sau là mọi người sẽ bóc phốt anh Quang Tuấn như thế nào nha mấy đứa ơi, nhớ yêu thương nhau mấy đứa ơi, không nên nha. Dạ. Thì bây giờ chắc là em nhờ anh Quang Tuấn sẽ gửi một cái lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã yêu mến và ủng hộ cho Tết Làng Địa Ngục. Thật sự phim Tết Làng Địa Ngục được mọi người đón nhận rất là nhiều, và hiện tại nó vẫn đang kiểm trệ trên top 1 ở hai nền tảng xem phim lớn, đó là K Cộng cũng như là Netflix. Thì Tuấn rất biết ơn, Tuấn trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đã dành tình yêu thương của mình cho phim. Tuấn thay mặt diễn viên, thay mặt ekip, cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Cảm ơn rất là nhiều.